Rồi, hello chào anh em nha. Năm mới chúc anh em vui khỏe. Thì hôm nay mình lại tiếp tục giới thiệu cho anh em đen lục đuôi đỏ. Đây là đen lục nha anh em. Đen lục đuôi đỏ chuyên chữa các bệnh ung thư, ung bướu, viêm xôn, đủ loại. Thì cái này là chữa theo dân gian nha anh em. Một số người yêu cầu đặt mua thì mình mới bắt, chứ không có sẵn nha anh em. Cái này là đặt mua này. Thì hôm nay mình bắt rồi, mình đầy có số lượng, bắt đầu mình quay lại mình gửi đi cho khách. Thì hôm nay có hai khách chốt mua, một khách thì ở Đắk Lắk mua, còn một khách thì ở Sài Gòn mua rắn. Tại cái mùa này nó ít có nha anh em, mùa mưa thì bắt nó nhiều, ở đâu bắt cũng có mà mùa này thì ít có. Mùa này mình bắt trên núi à, chứ ở mình không có đâu, kiếm không ra là nha anh em. Thì anh em nào mà cần mua thì cứ liên hệ đặt hàng trước, đỡ mình đi bắt nha anh em, cứ yên tâm. Hôm nay là hàng chữa bệnh nên anh em không phải lo, cứ bắt đầu đếm số lượng gửi cho anh em. Khi mình bắt thì mình sẽ quay lại cho anh em coi hết, chứ không phải lo gì nha. Đó, anh này là đen lục mà bắt bằng tay không nha anh em, khiến cá anh em là không nên làm theo nha. Cái này là không được bắt theo, nhưng lỡ mà nó cắn một cái là nguy hiểm nha anh em. Đây, lấy ngay đèn độc qua chứ không phải giỡn đâu. Đó, anh em khiến cá anh em không nên làm theo. Thế nhỏ bắt luôn. Chiên mời bắt con nhỏ nhất đi, bắt con nhỏ, con nhỏ nhất. Ờ, cho thấy con nhỏ, cho con lớn, con nhỏ. Ờ đấy, ờ. Con nhỏ nhất nè. Rồi để em cái cao này là 15 nha nè. Cọc này. Rồi dở đây quay lại cái đây ngang này, quay ngang. Cái nhẹ đây là 15 nha nè. Nè đây 15 con nè. Đó. Lớn có, nhỏ có. Rồi. Nhà mới nha anh em. Thì khách bắt 15 con, bây giờ đặt khách mới. Rồi bắt đi, bắt điếm đi. Bắt điếm mà. À, bắt máy to trước, bắt máy to bỏ trước, rồi bắt nhỏ sau. Lựa thử máy to bỏ trước. Bắt to ha. À, bắt to bỏ trước. To đúng không? Đây to, mấy hàng khủng nha anh em. Ba lỗ. Ba. Đây là hàng khủng này. Hàng khủng á. Chín con nhỏ này, cắn cái nhà này em, kèm là cắn gớm chứ không phải làm cắn đâu, lấy này mà cửa là cắn cửa là cắn nhà này em, chứ không phải đơn giản đâu. Không, 10 con bỏ vô. Cầm riêng đi. Giờ yeah.
Cảm... một ký còn khỏi còn đếm không? Đếm thì bao nhiêu con nha. Ký thì cứ ký đấy rồi lấy ký đấy rồi bỏ thêm mấy con lớn lớn ca lớn ca nhỏ cho đủ ký. Mấy con nhỏ nhất cái này bỏ vô luôn. Đây làm gì được không? Bắt không được, bỏ con lớn vô nữa. Bắt rồi lớn rồi, rồi nhỏ. Bắt rồi lớn ấy. Cái nào lớn này? Đây 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 này, bao bao lớn này. Cho đủ 1 ký. Nó cân kìa. Quay. Cắn nào. Cắn cho cắn. Cắn cho cắn cắn nào điên đeo rồi chứ. Tiếp thì lại tiếp đi. Tại nhà này không đi dưỡng nha, dục sẽ bay ra mình nhứt bát cái đầu này. Ơ đeo rồi nha. Dạ. Chết rồi. Chết rồi dục qua vậy.